Thì chúng ta cũng đi theo thứ tự các cái tiếng nha, các cái tiếng mà đi từ đầu xuống chân nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta thăm dò về cận lâm sàng của tiếng Yên. Thì như cô trình bày với các em là khi trong cái phần cận lâm sàng này, cô sẽ trình bày theo theo hai hai group. Đầu tiên là cô sẽ thăm dò các cái cận lâm sàng về hình thái, gọi là chức năng, rồi phần còn lại là thăm dò về hình thái. Đầu tiên chúng ta đi vào cái thăm dò cận lâm sàng của tiếng Yên. Thì cô xin nhắc lại về mặt giải phẫu và cũng như chức năng của tiếng Yên. Thì tiếng Yên nó gồm có hai thùy hay các bạn ha. Đây là thùy trước là có nó hình màu cam, đây là màu xanh là thùy sau. Có hai thùy. Tiếng Yên thì nó có một cái hình như là cái hạt đậu vậy đó. À, nó bé bằng cái hạt đậu thôi. Ở đây là gọi là cái cuốn tiếng Yên. Thùy trước thì chủ yếu là tổng hợp hầu hết các học môn. Hầu hết các cái học môn ha các bạn ha. Thì các cái học môn thì trước tiếng Yên bao gồm, xin lỗi điều chỉnh cái này chút xíu nha. Thì trước có tiếng Yên thì nó sẽ tiết ra các cái hormone sau đây. Đấy các bạn, nó sẽ tiết ra thứ nhất là ACTH, chúng ta gọi là hormone hướng thượng thận. Nó có tác dụng là gì? Điều hòa tiết hormone của tuyến thượng thận. Rồi hormone thứ hai đó là TSH, đây là hormone hướng giáp, có tác dụng kích thích tế bào tuyến giáp tiết ra hormone. GH thì nó sẽ tác dụng vô, không phải là tuyến nội tiết mà nó tác dụng vào cái cơ quan ở ngoài biên, thì chủ yếu là nó sẽ đến gan và gan nó sẽ có tác dụng ở đến gan, rồi sau đó nó sẽ đến các cái cơ để có cái tác dụng phát triển hệ cơ xương. Prolactin đây là hormone nó chỉ tiết ra khi mà mẹ mang thai và sắp sinh hoặc là sau khi sinh, thì nó sẽ kích thích vào tuyến vú để tiết sữa. LH, BFSH thì đối với nữ thì nó sẽ tác dụng vào buồng trứng, vào buồng trứng để tạo noãn và rụng trứng. Còn với nam thì nó sẽ tác dụng vào các cái tế bào Leydig ở tinh hoàn để tổng hợp testosterone. Như vậy thì để đánh giá chức năng của tiếng Yên thì chúng ta sẽ định lượng TSH. Trước khi đi vào cái xét nghiệm mà các cái xét nghiệm để định lượng các cái vai định lượng các cái hormone của tiếng Yên, thì cô xin nhắc lại tiếng Yên là một tiếng rất là quan trọng, được xem như là nhạc trưởng của các tiếng nội tiết. Có nghĩa là gì? Nó sẽ chi phối điều hòa của các tiếng nội tiết, nên nếu tiếng Yên bị tổn thương, bị tăng tiết quá mức thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tiết hormone của các cái tiếng nội tiết mà tiếng Yên nó chịu trách nhiệm chi phối. Hoặc là ngược lại, khi mà tiếng Yên bị suy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiết của các hormone của các cái tiếng mà tiếng Yên nó chi phối. Đầu tiên thì cô nói về hormone TSH của tiếng Yên, thì chúng ta biết là TSH đây là hormone gì? Đây hormone có tác dụng là kích thích tổng hợp với hormone giáp. Thì chúng ta thấy là bình thường TSH nó sẽ trung bình là nó khoảng từ 0,1 đến 5 mili đơn vị trên lít, nói chung là một cái hàm lượng rất là nhỏ. Cái con số này chúng ta không cần phải nhớ, vì chúng ta khi mà đi lâm sàng chúng ta sẽ thấy là các cái labo của các cái bệnh viện khác nhau nó sẽ có những cái thông số khác nhau ha, cho nên cái con số này các bạn không cần phải nhớ. Khi thi tôi cũng không cho những cái con số này để làm rối các bạn, cũng không cần thiết. Thì chúng ta nhớ là TSH nó tăng khi nào?
khi bệnh nhân nếu mà tại tuyến yên nếu có u, nó kích u mà nó phì đại các cái tế bào tiết TH thì như vậy thì lượng TH nó sẽ tiết ra nhiều hơn, và khi TH nhiều hơn thì nó sẽ kích thích tế bào tuyến giáp, nó sẽ làm tăng gì, tăng tiết hormone giáp. Và ngược lại, trong trường hợp bệnh nhân có suy tuyến yên thì TH nó sẽ giảm. Một cái tình huống lâm sàng mà chúng ta có thể thấy là TH nó rất là giảm nhưng mà bệnh nhân không suy tuyến yên. Chúng ta gặp trong trường hợp nào ạ? Các bạn biết không, đó là bệnh nhân bị cường giáp. Cường giáp đây là do cái tình trạng feedback ngược của hormone giáp lên tuyến yên trong điều hòa tiết hormone giáp thôi, chứ nó không có suy tuyến yên. Thì để đánh giá bệnh nhân này có bệnh lý tuyến yên hay là bệnh lý tại tuyến giáp thì chúng ta phải thăm dò cái chức năng tiết TH của tại tuyến yên bằng cách là chúng ta tiêm 200 mg TRH. TRH đây là hormone dưới đồi ha, hormone mà nó có tác dụng kích thích tuyến yên tổng hợp ra TH, thì chúng ta sẽ tiêm 200 mg TSH, hormone TSH, thì lập tức TSH nó sẽ được kích thích tổng hợp và nó sẽ đạt tối đa cái nồng độ TSH nó tăng lên sau 30 phút khi tiêm và nó sẽ trở về bình thường sau 2 giờ. Như vậy là chúng ta sẽ rút máu xét nghiệm sau khi chúng ta tiêm TRH ở thời điểm 30 phút và 2 giờ, chúng ta sẽ thấy nó tăng lên. Rồi, nếu trong trường hợp ngược lại, chúng ta thấy nếu trong trường hợp bệnh nhân bị suy tuyến yên thì khi mà chúng ta tiêm TRH thì TSH nó cũng sẽ không tăng. Các bạn, đây chúng ta gọi là các xét nghiệm tĩnh và các xét nghiệm động để đánh giá chức năng của tuyến yên. Tiếp theo là chúng ta sẽ thăm dò về hormone hướng thượng thận. Hướng thượng thận có tên là ACTH. Chúng ta chỉ cần nhớ cái tên tắt thôi, chúng ta không cần nhớ cái tên toàn bộ của cái tên nó, bởi vì nó rất là dài. Và trong các cái thuật ngữ y khoa thì các cái cuốn sách cũng vậy, cũng không ai ghi toàn bộ tên tiếng Anh nó ra, mà chỉ cần viết ACTH thì nói chung là ai cũng hiểu. Chúng ta chỉ cần nhớ ACTH thôi. À, chúng ta sẽ thấy là ACTH nó sẽ tiết theo chu kỳ sinh học là 24 giờ, nó cao nhất vào lúc 8 giờ sáng và nó giảm dần vào buổi chiều và nó thấp nhất vào ban đêm khoảng từ 10 giờ đến 2 giờ, và sau đó thì nó sẽ tăng trở lại và nó cao nhất vào 8 giờ sáng nha. Rồi, hormone này có tác dụng là gì các bạn? Kích thích tuyến thượng thận tiết ra cortisol. Như vậy thì để đánh giá cái chức năng tiết ACTH của tuyến yên thì người ta sẽ sử dụng một cái test để đánh giá có tên là test Methylarabine hoặc là test Methorion, tùy theo cái tên, cái hoạt chất, cái biệt dược của nó mà nó sẽ có những cái tên như vậy. Cái này thì chúng ta lưu ý là các em cũng mở hoạt đơn, là chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ cần biết cái tên nó thôi, chúng ta không cần nhớ cái cách làm như thế nào. Còn nhớ cách làm như thế nào thì để dành cho các bác sĩ chuyên khoa 1 khi mà học chuyên khoa 1 về nội tiết nha. Còn các em chỉ nhớ cái tên là tốt rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thăm dò về chức năng tiết GH. Chức GH thì bình thường chúng ta sẽ thấy là GH nó cũng vậy, nó tiết theo chu kỳ theo cái chu kỳ sinh học là 24 giờ, hai chu kỳ sinh lý là 24 giờ, cao nhất là 8 giờ sáng cũng vậy, nó giảm dần buổi chiều rồi nó thấp nhất vào ban đêm. Đánh giá chức năng tiết GH của tuyến yên thì chúng ta chỉ cần nhớ cái tên thôi là test chủ vận adrenergic và test đối vận betanergic. Trong bài nó có ghi như thế nào đó, dài dòng lắm, chúng ta không cần nhớ, chúng ta chỉ cần nhớ tên thôi. Ngược lại, chúng ta đánh giá cái chức năng mà ức chế tiết GH thì chúng ta sẽ làm cái nghiệm pháp tăng đường huyết có tên là chúng ta tiêm somatostatin hoặc là ốc treo tiết 100 mg, trong bài đã có, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ tên sau đây thôi: test chức năng tiết GH và nghiệm pháp tăng đường huyết là được rồi.
Tiếp theo nữa là chúng ta thăm dò chức năng tiết sữa, tiết prolactin, đó là kích thích tiết sữa. Nó cũng có tác dụng theo, nó cũng tiết theo 20 chu kỳ 24 giờ. Thì bình thường ở người nữ thì trung bình cái lượng prolactin nó từ 13 10 đến 13 mg trên lít, nam thì từ 9 đến 12 mg trên lít. Cái này chúng ta cũng không cần nhớ nha các bạn ha, không cần nhớ. Chức năng tiết tiết LH thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là thay đổi. Tiết LH của nam của nữ nó đều thay đổi, nó thay đổi theo trước lứa tuổi dậy thì nó có một cái hàm lượng nhất định. Rồi đối với nữ thì trước giai đoạn rụng trứng nó sẽ có một cái hàm lượng khác. Rồi sau khi rụng trứng, rồi trong chu kỳ kinh nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì cái phần này nó nằm trong cái nội tiết sinh dục. Thì nếu cái này thì thường là những cái phần nội tiết tiết chuyên sâu, nó liên quan đến vấn đề vô sinh. Cô chỉ nói cơ bản mà chúng ta chỉ nắm cơ bản thôi, là nó thay đổi theo tuổi. Đối với nữ thì nó thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, rồi đến tuổi mãn kinh nó cũng thay đổi nữa. Đối với nam thì nó có cái tác dụng là dinh dưỡng cho tế bào Leydig. Đây là cái tế bào ở đâu các bạn? Ở tinh hoàn. Và nó dinh dưỡng cơ tế bào này, mà tế bào Leydig này có tác dụng là gì các bạn? Là tế bào mà nó tổng hợp ra testosterone ở nam. Và giá trị trung bình, giá trị trung bình của nam trong cái giai đoạn tuổi trưởng thành là từ 1,7 đến 8,6. Số này chúng ta cũng không cần nhớ. Bây giờ chúng ta qua thăm dò về hình thái của tuyến yên. Thăm dò về hình thái của tuyến yên thì chúng ta nhìn lên màn hình đi các bạn ha. Đây là cái giải phẫu của tuyến yên bình thường ha, nó gồm có hai thùy, nó như hạt đậu, nó có cuốn tuyến yên đây ha. Rồi đây là vùng dưới đồi, nó cũng ở gần vùng dưới đồi ha. Thì vùng dưới đồi nó sẽ tiết một số cái hormone, để nó điều hòa tiết của cái tuyến yên đó. Thì nhìn qua đây là một cái hình vẽ của MRI đó các bạn. Thì chúng ta sẽ thấy tuyến yên nó rất là nhỏ, nó nằm ở đáy, sọ ha, nó nhỏ bằng hạt đậu thôi. Rồi nó nhỏ bằng hạt đậu thôi. Đây là một cái hình ảnh bình thường. Đây là một cái hình ảnh chụp MRI mà cắt dọc, là chúng ta sẽ thấy tuyến yên nó rất là nhỏ nè, nó chỉ bằng hạt đậu thôi. Bây giờ qua bên đây chúng ta nhìn vào cái mũi tên nè, các bạn nhìn vào mũi tên, nhìn mũi tên ở đây chúng ta sẽ thấy nó sao các bạn, nó rất là to đúng không, nó rất là to, nó to hơn nhiều so với bình thường thì chúng ta gọi là u tuyến yên. Còn một số hình ảnh có thể là chúng ta nhìn không thấy cái tuyến yên đây luôn thì chúng ta gọi là hình ảnh tuyến yên rỗng. Dạ. Giờ chúng ta qua cái thăm dò chức năng tuyến giáp. Như vậy thì hồi nãy là cô đã giới thiệu các cái cận lâm sàng để thăm dò về hình thái và chức năng của tuyến yên. Bây giờ chúng ta qua cái thăm dò chức năng tuyến giáp. Tuyến giáp thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm sau đây. Chúng ta đo chỉ qua cơ bản. Xét nghiệm ngày xưa là chúng ta mở hoạt đơn ra là không còn làm nữa. Nhưng để chúng ta biết cái cơ bản, chỉ qua cơ bản của cơ thể chúng ta là từ trừ 10 đến cộng 10%. Cái này bên sinh lý có nói qua rồi, cô không nhắc lại. Và làm cái phản xạ gân gót. Gân gót thì bình thường cái phản xạ gân gót của chúng ta, đây là cái phản xạ nha, cái phản xạ, cái đáp ứng phản xạ của chúng ta nó trung bình. Khi mà chúng ta dùng cái búa gõ phản xạ, gõ vào gân gót thì nó đáp ứng phản xạ trong vòng là 224 tới cộng trừ 23 mili giây. Cái này là chúng ta dùng một cái máy để chúng ta nói, chúng ta kết nối với cái máy để chúng ta đánh giá cái thời gian đáp ứng phản xạ. Cái xét nghiệm này bây giờ cũng không có làm nữa, chúng ta chỉ cần biết là cái phản xạ gân gót trong trường hợp nó tăng khi bệnh nhân có cường giáp, mà nó chậm và nó kéo dài khi bệnh nhân suy giáp. Các con số này chúng ta cũng không cần nhớ bởi vì nó không có giá trị lắm trong lâm sàng. Cái quan trọng là các bạn là chúng ta thăm dò về chức năng tuyến giáp.
thì chúng ta sẽ thăm dò các chỉ số sau đây: T3, T4, F3, F4. T3, T4 là gì các bạn? Đây là hormone giác lưu hành trong máu. Khi hormone giác nó lưu hành trong máu, nó chưa có hoạt tính sinh học thì nó sẽ được gắn với một cái chất màng của nó là protein đó. Protein có tên là thyroglobulin đó. Thì nó sẽ di chuyển lưu hành trong máu nhưng nó không có tác dụng sinh học. Khi nó muốn có tác dụng sinh học thì nó sẽ được tách ra khỏi cái chất màng, tách ra khỏi thyroglobulin, nó sẽ tạo thành T4. Lúc này chúng ta gọi là free T4, chúng ta gọi là T4 tự do. Nha. Rồi T4 tự do nó sẽ cắt bớt một cái iốt thì nó sẽ còn T3 tự do, thì T3 tự do nó mới có tác dụng sinh học. Nha. Như vậy thì chúng ta lưu ý hai cái chỉ số này, chúng ta xét nghiệm lâm sàng hai cái chỉ số này nó sẽ có những cái ý nghĩa riêng biệt khác nhau. Trong trường hợp chúng ta coi cái bệnh nhân này có tăng cường tuyến giáp có biểu hiện lâm sàng, chúng ta thấy bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của hội chứng nhiễm độc giáp, ví dụ như là đổ mồ hôi, sụt cân, vân vân, chúng ta coi cái mức độ hoạt động của nó như thế nào thì chúng ta sẽ xét nghiệm FT3 và FT4. Còn trong trường hợp mà chúng ta coi cái thật sự bệnh nhân này có thay đổi hormone giáp hay không thì chúng ta sẽ xét nghiệm T3, T4. Bởi vì hai cái hormone này với hai giá trị khác nhau, nó sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau. Bài đo độ tập trung iốt 131. Thì cái này thì bây giờ người ta cũng không dùng nữa, các em cũng mở hoạt đơn. Cô giới thiệu cho các em biết là trước đây khi một bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp thì người ta làm cái gì trong cái cổ hồi xưa, còn bây giờ hiện đại của chúng ta thì chúng ta làm cái gì. Như vậy thì nhắc lại nè, cái đồ thị tập trung iốt người ta không còn làm nữa. Hiện nay khi mà có bệnh lý tuyến giáp thì người ta sẽ đo chức năng tuyến giáp là T3, T4, TH. Rồi, cái xạ hình tuyến giáp, xạ hình tuyến giáp là một cái xét nghiệm rất là quan trọng. Cái này người ta hiện nay người ta hay làm nha. Để chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp thì người ta ghi hình tuyến giáp bằng cách là người ta cho bệnh nhân sử dụng iốt có gắn phóng xạ hoặc là các cái chất phóng xạ, nó sẽ được tập trung ở tuyến giáp và người ta sẽ dùng cái máy người ta ghi hình ảnh lại nha. Thì sau khi mà cho bệnh nhân sử dụng các cái iốt có chất phóng xạ hoặc là các chất phóng xạ thì chúng ta sẽ thấy tuyến giáp nó sẽ bắt xạ có hình con bướm và đồng đều hai bên. Đây hình ảnh tuyến giáp, tuyến giáp bắt xạ bình thường nè các bạn ha. Đây nó bắt xạ đồng đều hai bên và có hình như con bướm đó. Tùy theo cái loại, tùy theo cái chất phóng xạ bệnh nhân uống vào thì nó sẽ có những cái hình dạng khác, những có những cái biểu hiện cái hình ảnh hơi khác nhau một chút. Về bệnh lý thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự tập trung quá mức ở một cái chỗ nào đó trên tuyến giáp thì chúng ta gọi là nhân giáp tăng bắt xạ các bạn ha. Nhân giáp tăng bắt xạ hay còn gọi là nhân nóng, còn gọi là nhân nóng. Đây là một cái nhân giáp tăng bắt xạ, đây là một cái hình ảnh mà bình thường đây ha. Rồi ở đây nó có một cái nhân giáp tăng bắt xạ thì hay gặp ở bệnh nhân bị gì các bạn biết không? Bệnh nhân bị cường giáp. Bị cường giáp có nghĩa là tăng hoạt động hoặc hormone giáp, cái nhân này nó tăng hoạt động. Thì xạ hình thì đây là một cái máy rất, đây là một cái kỹ thuật rất là chuyên sâu và máy móc nó rất là hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Thì ở Cần Thơ của chúng ta hiện nay thì chỉ có bệnh viện ung bướu rồi có máy xạ hình thôi, trước đây mấy năm trước thì cả Cần Thơ cũng không có. Còn cái ghi hình bằng cái máy SPECT-CT, máy SPECT-CT thì hiện nay ở Cần Thơ mình cũng không có, chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Huế và ở Hà Nội mới có máy SPECT-CT thôi. Cái máy này nó rất là mắc tiền, thì nó cũng ghi nhận lại, cái máy này nó cũng ghi nhận lại
tiếng giáp, cái hình ảnh bắt xạ của tuyến giáp cũng tương tự như vậy, cũng chúng ta cũng cho bệnh nhân sử uống các cái chất iốt có gắn phóng xạ hoặc là cái chất phóng xạ, thì sau đó người ta sẽ dùng cái máy CT này chụp lại. Thì đây là một cái hình ảnh mà các em thấy là có gì các bạn, nhân lạnh có nghĩa là nó giảm bắt xạ, ở đây là nó giảm bắt xạ trong cái mũi tên này. Thì đây là một cái hình ảnh tiếp theo, đây là một cái hình ảnh có một nhân giáp giảm bắt xạ. Thì khi mà chúng ta thấy là có một cái vùng nào đó giảm bắt xạ, tăng bắt xạ thì chúng ta coi như đó là một cái bệnh lý tuyến giáp. Chúng ta sẽ kết hợp thêm cái cận lâm sàng nữa để chúng ta kết luận là bệnh lý gì và một số các xét nghiệm khác và để chúng ta kết luận bệnh lý của tuyến giáp qua cái hình thái thay đổi về hình thái của tuyến giáp. Về thăm dò chức năng tuyến giáp thì trước đây người ta làm cái nghiệm pháp Wagner, gọi là cái nghiệm pháp ức chế, cái tên nó thôi, các bạn chỉ cần nhớ cái tên, gạch nhớ cái tên, còn cái cách làm như thế nào và cái kết quả thì các bạn đọc qua cho biết thôi, bởi vì hiện nay không có còn làm nữa. Hiện nay với những cái kỹ thuật hiện đại, ví dụ chúng ta dùng SPECT CT, chúng ta xét nghiệm chức năng tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp, thì chúng ta đã đủ để đánh giá, gọi là chúng ta chọc dò, chúng ta làm giải phẫu bệnh thì đủ để chúng ta đánh giá và kết luận các bệnh lý tuyến giáp rồi. Tiếp theo chúng ta qua thăm dò về tuyến cận giáp. Bây giờ trước khi đi vào thăm dò cái tuyến cận giáp thì để cho các em nắm lại cái bài, thì cô sẽ nhắc lại cái cơ chế điều hòa của cái hormone giáp, hormone của tuyến cận giáp ha. Chúng ta thấy này, tuyến cận giáp đây là bốn cái tuyến cận giáp nè, nó đính trên tuyến giáp nha, đây là tuyến giáp này các bạn, đây là tuyến giáp, còn đây là tuyến cận giáp, nó đính trên tuyến giáp, nó rất là nhỏ thôi, kích thước nó rất là nhỏ. Thì vai trò của nó là gì? Nó tiết ra BTH ha, BTH. Thì BTH nó sẽ có vai trò gì? Nó có vai trò là điều hòa canxi trong máu. Thì để điều hòa được lượng canxi trong máu thì nó sẽ tác dụng ở ba vị trí. Vị trí thứ nhất là ở xương. Ở xương thì nó sẽ kích thích có mặt của BTH, nó sẽ kích thích quỹ cục bào và nó sẽ giải phóng canxi. Như vậy thì nó sẽ giải phóng canxi, nó đẩy canxi vào máu. Trong trường hợp của chúng ta, ví dụ như chúng ta ăn uống ít canxi, không đủ canxi cung cấp thì nó sẽ có mặt, nó sẽ tăng quỹ cục bào để nó phóng thích canxi vào máu. Thứ hai là ở ruột. Ở ruột thì có mặt của BTH, nó gián tiếp thôi, chủ yếu là BTH, nhưng mà chủ yếu nó vẫn là vitamin D3. Dưới tác dụng của vitamin D3 thì nó sẽ tăng cường hấp thu chủ động canxi vào trong máu. Ở thận thì với sự có mặt của BTH thì nó sẽ giảm thảy canxi, nó giảm thảy canxi để nó quy động canxi vào trong dòng máu, thì đó là cơ chế tác dụng của BTH. Như vậy chúng ta sẽ thấy là BTH nó liên quan chủ yếu đến vấn đề canxi, do nên cho nên chúng ta có thể thông qua cái vai trò của canxi để chúng ta đánh giá chức năng của BTH. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá canxi, định lượng canxi toàn phần và canxi dung quá nha các bạn ha. Và chúng ta sẽ định lượng BTH. BTH thì chúng ta cũng không cần nhớ đâu các bạn, tại vì mỗi labo nó sẽ có những cái thông số giá trị bình thường, cái mức bình thường, cái ngưỡng bình thường của nó khác nhau. Nên chúng ta chỉ cần nhớ là để đánh giá chức năng của tuyến cận giáp, chúng ta thăm dò chức năng của tuyến cận giáp thì chúng ta đánh giá BTH và canxi là hai cái thông số quan trọng. Còn phát pho thì nó không có ít, người ta ít cái sử dụng cái thông số này. Nếu mà canxi nó sẽ tăng trong trường hợp là tiền cường tuyến cận giáp và nó sẽ giảm trong bệnh nhân suy tuyến cận giáp, và BTH nó cũng giảm trong cái suy tuyến cận giáp. Nhìn chúng ta qua thăm dò cái chức năng của tuyến thượng thận. Tuyến cận giáp á các bạn thường, xin lỗi các bạn, để tôi nói tiếp, nói thêm, tại vì cái tuyến cận giáp nó rất là nhỏ, mà cái bệnh lý cường tuyến cận giáp thì nó rất là hiếm, cho nên á là người ta ít có thăm dò về hình thái, trừ khi bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân gãy xương tự nhiên, bệnh nhân nghi ngờ thử ra BTH nó tăng thì lúc đó người ta mới dùng CT hoặc MRI, thì chúng ta người ta mới chụp ha, chụp MRI cái tuyến cận giáp. Còn lại thì
lâm sàng người ta ít có ai sử dụng cận lâm sàng để đánh giá cái hình thái của tuyến cận giáp lắm. Bây giờ chúng ta qua thăm dò của tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận thì chúng ta sẽ thấy là tuyến thượng thận, đây là cái hình nhắc lại về giải phẫu ha các bạn nha. Tuyến thượng thận thì nó là một cái hình chóp, nó đính trên cái cực trên của thận nè, rất là mỏng như thế này nè các bạn ha, nó mỏng lắm, nó mỏng lắm đó. Nó hình chóp rỗng ha, nó đính trên cái cực trên tuyến thượng thận. Rồi về mặt cấu tạo giải phẫu thì chúng ta sẽ lưu ý là tuyến thượng thận nó có hai, nó có hai phần. Phần này là phần tủy. Phần tủy thì nó tiết gì các bạn? Chủ yếu là các cái catecholamine. Phần vỏ thì nó tiết gì các bạn? Phần vỏ này nó tiết cortisol, mineral corticoid, glucocorticoid và hormone sinh dục. Như vậy thì chúng ta sẽ đi thăm dò hình thái trước. Thì hồi xưa đó không có CT với MRI thì người ta chụp X quang để người ta coi cái tổn thương ha. Rồi nhưng mà nó không rõ lắm. Rồi sau đó người ta mới phát triển thêm cái kỹ thuật là bơm hơi sau phúc mạc. Bơm hơi sau phúc mạc để nhầm cái khí để làm cho thể hiện rõ cái tuyến thượng thận. Nhưng mà nó cũng khó và nó cũng không có chính xác lắm. Rồi tiếp tục người ta sẽ chụp hình cái động mạch thận có cản quang để dựa vào đó chứ người ta sẽ xem xét cái khảo sát cái tuyến thượng thận. Đó, nó cũng sau này cái kỹ thuật này nó cũng có nhiều cái bất lợi. Rồi khi mà siêu âm ra đời thì người ta cũng siêu âm tuyến thượng thận, thì những cái máy mà có độ phân giải cao thì có thể thấy được một cách gián tiếp tuyến thượng thận. Nhưng hiện nay chính xác nhất để thăm dò hình thái tuyến thượng thận là chụp các lớp vi tính tuyến thượng thận mà có cản quang. Và từ khi có cộng hưởng từ ra đời thì bây giờ MRI nó vẫn là được xem như là số 1 các bạn viết vô. Cộng hưởng từ MRI nó vẫn được xem như là số 1 trong thăm dò tuyến thượng thận các bạn ha. Rồi khi nào mà ở cái cơ sở đó không có MRI thì người ta mới làm CT nhá. Nhớ chưa? Ví dụ như là giữa hai cái cận lâm sàng này chúng ta lựa chọn cái nào thì người ta sẽ lựa chọn cái MRI, bởi vì MRI sẽ nhìn thấy tốt hơn. Còn trong trường hợp không có MRI thì người ta mới cho làm cái CT có cản quang. Còn như vậy hiện nay rồi sau này hiện nay và sau này người ta không ai sử dụng X quang bơm hơi và chụp cái động mạch thận cản quang để thăm dò cả nha. Rồi như vậy là theo thứ tự hiện đại nhất vẫn là cộng hưởng từ MRI để đánh giá cái hình thái tuyến thượng thận. Rồi về thăm dò chức năng thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có những cái biểu hiện lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân bị bệnh cách sinh cái hình ảnh như thế này, hoặc là bệnh nhân bị hội chứng cách sinh thì người ta mới xét nghiệm. Và đa số là người ta thăm dò về chức năng tuyến thượng thận thì khi mà bệnh nhân có bệnh cách sinh hoặc là bệnh suy tuyến thượng thận nguyên phát là bệnh Addison thì người ta mới xét nghiệm. Cường vỏ thượng thận thì người ta sẽ thấy là aldosterone máu tăng, bệnh nhân có kèm theo ví dụ như bệnh nhân tăng huyết áp. Cường aldosterone bệnh nhân sẽ có tăng huyết áp và bệnh nhân sẽ có hạ kali. Nếu bệnh nhân có một cái u tủy thượng thận là bệnh nhân sẽ có những cái cơn tăng huyết áp, xét nghiệm catecholamine máu rất là tăng. Rồi về cái rối loạn về glucocorticoid thì người ta sẽ định lượng 17 hydroxycorticosteroid trong nước tiểu. Rồi nó sẽ tăng trong bệnh cách sinh là bệnh này nè, và nó giảm trong bệnh Addison. Thì cho lâm sàng cái xét nghiệm này, khi nào bệnh nhân có bệnh cách sinh mới làm, còn hội chứng cách sinh không làm. BMA đây là cái sản phẩm thối biến của cortisol trong máu. Chúng ta chỉ cần nhớ cái xét nghiệm BMA khi mà câu hỏi MCQ, người ta ví dụ như là câu hỏi MCQ thì chỉ nhắc đến các cái xét nghiệm, cái tên cái xét nghiệm thôi, chứ còn cái giá trị lâm sàng này, cái giá trị các cái thông số giá trị bình thường của nó thì thường là đối với các em I3 thì thường là tôi không có cho, bản thân tôi thì cũng không có cho cái câu hỏi MCQ mà thách đố các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ qua thăm dò về tỷ nội tiết. Tỷ nội tiết đây là cái tiểu đảo lăng gai hăng này các bạn. Tiểu đảo lăng gai hăng nó gồm có các tế bào alpha và beta đầu tỵ. Thì cái tế bào alpha thì nó sẽ tiết ra glucagon, còn các tế bào beta
À, beta thì nó sẽ tiết ra tổng hợp ra insulin. Rồi. Về thăm dò chức năng của tụy nội tiết á, thì chúng ta sẽ thông qua các cái xét nghiệm sau đây: chỉ số đường huyết, chỉ số đường huyết chúng ta sẽ xét nghiệm gluco huyết tương ha. Chúng ta nhớ gluco bình thường là từ 70 đến 110, 110 mg trên đề xi lít. Alo, có hình như có em nào đang mở mic với em. Em tắt bớt mic cho em, anh cô hơi bị ồn. Các em nào mở mic, các em tắt mic giùm cô. Rồi nồng độ insulin máu á nha, nồng độ insulin máu để đánh giá xem bệnh nhân có bị suy giảm tiết insulin hay không thì người ta sẽ đo ha, đo nồng độ insulin máu thì cái giá trị bình thường từ 6 đến 29. Rồi cái này, cái chỉ số này chúng ta cũng không cần phải học, mà chúng ta chỉ cần nhớ là để thăm dò chức năng tụy nội tiết thì người ta đánh giá chỉ số đường huyết nè. Nhưng đường huyết bình thường là phải thuộc à ha. Còn nồng độ insulin máu thì chúng ta không cần cần thuộc cái chỉ số bình thường. Rồi chúng ta chỉ cần nhớ là nó tăng trong trường hợp là bệnh nhân bị cường tiết insulin, ưu tiết insulin hoặc là giảm trong bệnh nhân đái tháo đường type 2. Suy chức năng tế bào beta tụy. Một cái con số, một cái thông số mà người ta thường để đánh giá chức năng của tụy nội tiết đó là HB1C ha. HB1C thì đây là một cái xét nghiệm thường quy, thường để chẩn đoán theo dõi cũng như là điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong trường hợp tế bào beta đạo tụy nó suy giảm chức năng rồi nha. Thì bình thường chúng ta biết rồi, ở cái người bình thường của chúng ta tuyến tụy bình thường thì HB1C của mình nó từ 4 đến 5.7, từ 5.7 đến 6.4 thì chúng ta gọi là tiền đái tháo đường, có nghĩa là chức năng tế bào beta đạo tụy nó có suy giảm rồi. Rồi còn trên 6.5 là chắc chắn là tế bào beta đạo tụy đã suy từ 50% trở lên rồi nha. Đây là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng để giúp chẩn đoán, theo dõi cũng như là điều trị đái tháo đường type 2. Bây giờ thăm dò về chức năng của sinh dục thì đối với nữ thì chủ yếu là chúng ta sẽ thăm dò chức năng tiết của buồng trứng nè, rồi thăm dò hình thái của buồng trứng nè, thăm dò hình thái của gì, chức năng sinh dục là vòi trứng nè, rồi cũng như tử cung. À, một số trường hợp mà người ta bất thường, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang hoặc là tử cung có hai buồng vân vân, thì đó là những cái bệnh lý nó vừa liên quan đến nội tiết sinh dục mà liên quan đến bệnh lý của sản phụ khoa. Thì để đánh giá cái hình thái của buồng trứng và tử cung thì siêu âm phần phụ hoặc là chụp tử cung vòi trứng. Thì đây là những cái xét nghiệm chuyên về sản, chúng ta chỉ cần biết cái tên thôi. Rồi để đánh giá rối loạn, đánh giá về cái sinh dục của nữ á, về cái chức năng sinh dục của nữ thì thường người ta sẽ định lượng cả androgen với progesterone. Nếu mà hai cái tỷ lệ này nó mất cân đối thì thường là bệnh nhân sẽ bị rối loạn kinh nguyệt và vô sinh. Vậy sinh dục nam thì người ta sẽ định lượng 17 cetosteroid, đây là sản phẩm thối biến của testosterone. Bên chức năng về bên cạnh đó thì người ta đánh giá chức năng ngoại tiết của sinh dục nam thì người ta đánh giá về số lượng, chất lượng của tinh tinh trùng và tinh dịch. Thì đó là các cái thăm dò hình thái và chức năng của các cái tuyến nội tiết. Bên cạnh đó thì chúng ta biết các cái bệnh lý về tuyến nội tiết chúng ta thấy đa số là do nguyên nhân tự miễn, cho nên để tìm ra các nguyên nhân các cái bệnh lý suy giảm hoặc là cường chức năng của các tuyến nội tiết đó, thì người ta sẽ xét nghiệm thêm kháng thể các bạn ha. Thì các cái kháng thể người ta xét nghiệm đối với cái đái tháo đường đó, thì người ta sẽ xét nghiệm cái kháng thể kháng tế bào beta tiểu đảo lăng hăng, nó có tên là viết tắt cho chúng ta gọi là GADA, hay chúng ta gọi là anti-GAD.
Nếu nó dương tính thì chúng ta kết luận đây là đái tháo đường tiếp tiếp 1. Các cái kháng thể chung trong cái nhóm nó có tên là SLAS, SLAS bao gồm các kháng thể TSI, TGI hoặc là TSHRAB hay có tên viết tắt là TRAB nha. Thì thường các cái kháng thể này nó sẽ tăng trong bệnh cảnh 3 giờ đô. Nhưng mà trên lâm sàng á, thì người ta chỉ làm các xét nghiệm là TRAP, người ta viết tắt của TSHRAB, các em viết lại thêm, các em mở hoặc đơn thêm là T, T lớn, R lớn, rồi chấm một cái A lớn B nhỏ là nó tương đương với TSHRAP. Rồi, cái TSI này nó rất là đặc trưng trong bệnh cảnh 3 giờ đô, nhưng mà Cần Thơ chúng ta không có làm, chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh làm. Một cái kháng thể mà cũng quen thuộc thường làm trong bệnh cảnh bú giáp đó là anti-TPO. Ở đây là một cái kháng thể thường được phát hiện trong bệnh nhân bị viêm giáp Hashimoto nha. Kháng thể nó kháng cái men anti-thyroperoxida. Nếu nó dương tính cao thường hay gặp nhất trong bệnh cảnh viêm giáp Hashimoto. Các cái giá trị tham khảo này chúng ta cũng không cần phải nhớ là TRAP này các bạn, là nó tương đương với TSHRAP ha. Rồi một cái kháng thể mà chúng ta cần phải lưu ý cho chúng ta nhớ tên, đó là kháng thể tên là 21 hydroxylase, là gặp trong bệnh cảnh suy thượng thận nguyên phát, đó là bệnh Addison, mà bệnh này nó tương đối là hiếm cho nên ở Cần Thơ của chúng ta cũng ít có triển khai xét nghiệm. Rồi các bạn thân mến, sau mấy tiếng đồng hồ chúng ta làm việc liên tục thì phần trình bày của cô đã xong rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thắc mắc gì không? 5 giờ rồi. Các bạn ơi, phần trình bày của